Thanh toán đây luôn hay là em còn anh em làm ở dưới nữa rồi xíu nữa xuống thanh toán luôn chị? Thanh toán đây kìa. Còn xíu em xuống thanh toán nữa thì ăn kia thanh toán nữa. Nga ơi, hai người dưới là 200 một người nha. Dạ, không đồ mặt hả? Xong hơi. Mình có phải chỉ chạy xe lắm, cứ đi nghỉ thôi. Nào hả?
Bố chị gọi xong chị đi về mà. Cái điện của họ là Cúc thử, chắc còn bên quá đó chị. Để gửi số của Cúc rồi nè. Ồ, hết rồi à.